Cô chúc các em có tiết học hiệu quả và thú vị. Vậy để cổ vũ cho tiết học, cô sẽ tổ chức cho các em một trò chơi mang tên hộp quà bí mật. Trong hộp có món quà bí mật. Cách chơi như sau: khi chúng ta nghe bài hát cất lên, cô sẽ là người truyền hộp quà và cho một bất kỳ bạn nào đó, và bạn đó sẽ truyền hộp quà cho bạn tiếp theo. Khi nào mà bài hát dừng lại thì hộp quà đang ở trên tay bạn nào thì bạn đó có quyền mở hộp quà và bốc lấy câu hỏi của mình. Đó sẽ đọc câu hỏi và trả lời to rõ ràng. Nếu bạn trả lời đúng thì bạn sẽ được thưởng một tràng pháo tay. Nếu bạn trả lời sai thì bạn sẽ mất quyền chơi và bạn sẽ trả lại hộp quà cho bạn vừa đưa hộp cho mình. Cả lớp nắm được luật chơi chưa? Rồi ạ. Vậy bây giờ cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện trò chơi nhé. Thank you.
biến bắt đầu rồi. Vâng, để phát sang được kiến thức về động từ và những từ ngữ mạo chỉ thời gian bổ sung cho động từ, tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện bài 11A có trí thì nên tiết 2. Và nội dung của bài hôm nay cô giáo đã điều chỉnh ở trong phiếu học tập của chúng ta. Cô giáo mời cả lớp chúng ta thực hiện mục tiêu. Sử dụng đặt câu có sử dụng
từ ngữ chỉ thời gian đi kèm với động từ nhé. Đấy, giờ các con sẽ đặt một câu ở đây. Sau đó các con làm xong này, các con đặt câu lên cô, đặt câu vào đây nhé. Qua một thời gian cô giáo thấy chúng ta đã làm xong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Cô giáo mời bạn Ngọc đọc cho cô giáo nội dung của bài. Cô ạ, đọc các câu sau đây và trả lời câu hỏi các từ in đậm trong mỗi câu bổ sung ý nghĩa cho động từ nào. A. Chủ nhật em sẽ về thăm ông bà. B. Dặm đào đã trút hết lá. C. Mẹ em đang nấu cơm. Vâng, ở đây bài yêu cầu chúng ta là tìm các từ in đậm trong mỗi câu bổ sung ý nghĩa cho động từ nào, đúng không? Thế vậy ở đây chúng ta sẽ xác định cho cô giáo câu A đâu là từ in đậm. Cô giáo mời bạn Vi. Sẽ là từ in đậm, đúng không? Cô giáo mời bạn Kiều xác định cho cô giáo câu A đâu là động từ. Từ về. Vậy từ sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ gì? Cho động từ về. Vâng, em ngồi xuống. Tiếp theo, cô giáo mời bạn Linh xác định cho cô giáo từ in động ở trên bàn. Ở câu B. Cô từ in động của câu B là từ đã. Từ đã. Em xác định tiếp cho cô giáo đâu là động từ. Câu B đâu là động từ. Từ chút chính là động từ. Vậy ở đây ta có từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ gì? Chút. Tiếp theo bạn Yên nào, cho cô giáo câu C. Đã. Tiếp theo là động gì? Từ. Vậy từ đang bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Rất là chính xác. Vâng. Ở đây chúng ta đã tìm được các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho động từ về, động từ chút và động từ nấu. Vậy em hãy đặt cho cô giáo một câu có sử dụng động từ mà hãy đặt cho cô giáo một câu có sử dụng từ ngữ chỉ thời gian đi kèm với động từ. Bạn nào đặt cho cô giáo nào? Cô giáo mời bạn Kiều. Chị em đang nấu cơm. Cô giáo mời bạn là Linh Nhận xem nào, bạn đặt câu như thế được chưa? Đầy đủ chưa? Ở đây là gì nhỉ? Từ đang là từ chỉ thời gian bổ sung ý nghĩa cho gì? Nấu. Vâng. Bạn nào có câu khác không? Cô giáo mời bạn ăn nào. Tết năm nay em sẽ về thăm ông bà. Thế sinh nhật được không? Vậy từ sẽ, từ đang, từ đã có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếp bài tập số 7. Vâng. Cô giáo mời bạn Uyên đọc cho cô giáo yêu cầu bài 7. Lời giải nghĩa thứ nhất, lời giải nghĩa thứ hai.
là lời giải nghĩa thứ ba. Vâng, bây giờ chúng ta đã làm bài xong rồi, bây giờ cô giáo muốn một bạn cùng chia sẻ với các bạn trong lớp. Vâng, cô giáo mời bạn Thảo. Thank you.
vậy nha. Vậy câu hỏi bạn tác giả tên gì? Thần đến cứu. Vâng.
đấy chính là cái câu chuyện đây chính là câu chuyện anh chàng nhà giàu và cơn giông. Thế vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ. Vậy ở đây từ sắc bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Cho động từ nào nhỉ? À, cho động từ lật. Thuyền chồng chành sắp lật. Ở đây tức là nói là sắp lật thôi, chứ là chưa gì? Chưa lật. Vâng. Vậy từ đang bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Uống. Động từ nào nhỉ? Uống. Uống gì? Vâng, đó là bổ sung ý nghĩa cho động từ uống quýt. Đúng chưa? Tiếp theo nào. Tiếp theo đó là từ sẽ. Từ sẽ bổ sung cho ý nghĩa. Bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Cho động từ nào nhỉ? Cô giáo mời bạn Tuấn Hằng. Bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Nói to đấy. Cho động từ nào không? À, đúng rồi, em ngồi xuống. Tiếp theo, từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Cô giáo mời bạn Quang. Đã bổ sung động từ nào? À, đúng rồi, chính xác. Cô nhất trí ý kiến của các bạn. Thế vậy, qua câu chuyện này các em rút ra được bài học gì? Qua câu chuyện các em rút ra được bài học gì? Cô giáo mời bạn Bảo. Vâng. Đấy là bạn bảo đã rút ra được cái bài học. Bạn nào có ý kiến khác không? Có không? À, vậy cô giáo nhất trí với ý kiến của bạn Bảo. Vậy ở đây trong câu chuyện này đấy thì cũng muốn khuyên chúng ta là không nên trông chờ dựa dẫm vào người khác, mình phải tự vượt qua những khó khăn thử thách. Đấy. Vâng, nội dung của bài học chúng ta đến đây, cô giáo sẽ qua cái nội dung bài học này, cô giáo sẽ tổ chức cho chúng ta chơi một trò chơi. Chúng ta hãy quan sát trước khi chơi trò chơi. Cả lớp chúng ta sẽ quan sát cho cô giáo hai hình ảnh này đã. Đây là trò chơi dân gian nào? Cô giáo mời bạn là Tuấn Anh. À, trò chơi kéo co. Tiếp theo. Cô giáo mời bạn Chiều Nắng. Tiếp theo là trò chơi kéo co. Chúng ta sẽ quan sát cho cô giáo bức tranh thứ nhất nhá. Nào, chúng ta
tiếng này. Viết vào, viết đồng câu nào thì chúng ta sẽ nghe thô vào cho bà kết thúc xong thì chúng ta cho bảng luôn. Có một ngày đặc biệt là ngày nào?
nào? Câu 13 A. Tôi được bạn là ngày 20 tháng 11. Câu 13 ngồi xuống. Ngày 20 tháng 11 là ngày nào? Câu 13 Chi. Tôi theo bạn là ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Câu 13 ngồi xuống. Thank you.
Vâng, thế phải cả lớp 5 nhận thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào.